Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang tới cho mọi người đó chính là món nầm heo nướng chao. Hay là mình ướp thêm cả sa tế và cả chao nha các bạn. Ướp từ trưa đến giờ rồi. Bây giờ thì mình sẽ nướng nó lên nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ vào giấy bạc nướng để cho đỡ cháy với đỡ dơ nha các bạn. Mình sẽ nướng nầm heo trước và tí mình sẽ bỏ cái đậu bắp vào sau. Đấy, nhìn nhiều này thôi chứ tí nướng lên thì nó cũng có xíu à các bạn ạ. Chín rồi các bạn ơi, nhập tiệc thôi. Xong xuôi hết rồi đây mọi người. Ở đây chúng ta có đậu bắp này, cũng như là nầm heo nhá, hay các bạn có thể gọi là nhú heo cũng được. Nướng. Thức ăn kèm thì mình có là dưa leo cũng như là kim chi. Nước chấm thì mình có chao trộn với sa tế nha mọi người. Sorry mọi người nhá, bởi vì cái phông đen phía sau nó còn rất là nhiều cái nếp này, nhưng mà mình chưa có ủi được, bởi vì là cái bàn ủi ở trên nhà bố mẹ mình nó hỏng rồi. Còn ở trên đây ấy, thì mình chưa có tiền để mua bàn ủi, cho nên là khi nào có tiền thì mình sẽ mua cái bàn ủi để ủi cho nó phẳng nha. Với cả nó cũng không có thẳng nữa các bạn. Mình để kiểu gì nó cũng bị kiểu cong cong này này. Cực kỳ là khó chịu luôn. Nhưng mà dù sao thì để cái phông đen phía sau nhìn nó vẫn chuyên nghiệp hơn mà, đúng không mọi người? À quên, hôm nay thì mình sẽ uống với cả nước ép dưa hấu nha cả nhà. Để mình ngoáy cái nước chấm đã. Thường thì người ta ăn nầm dê thì cũng ăn với lại cái này là chao. Chao cũng như là sa tế. Để mình nếm thử miếng chao nào. Ngon. Làm một miếng xà lách nè. Xà lách nè. Đây, một miếng này cũng như là một miếng đậu bắp. Mời các bạn nha. Đó, thực ra là không cần phải lấy tay che đâu. Bạn nào mà thấy gì, mình thấy có khá là nhiều bạn góp ý mình phải lấy tay che, nhưng mà không cần đâu mọi người. Mời cả nhà nha. Ăn thêm miếng dưa leo á. Dưa leo nó giòn các bạn. Ăn nó đã. Dạo này á, mình cũng nhận được khá là nhiều lời góp ý của mọi người. Nhưng mà mình phải nói thật thế này á, là mỗi người có một cái ý kiến khác nhau. Thậm chí là cái việc đeo bao tay á, mình đeo bao tay xong rồi nhiều người lại kêu mẹ mình, mày bị ảo, người nổi tiếng à, mà sao mày đeo cái bao tay lên làm gì, mày là người bình thường thì mày ăn kiểu gì cho nó bình thường nhất có thể đi. Đó, các bạn thấy không, để đeo bao tay cũng bị chửi, nào bị ảo nổi tiếng, còn không đeo bao tay thì lại chê bẩn. Cộng đồng mạng thì có thể nói rất là nhiều ý kiến khác nhau á. Thực ra là mình nhai cái này á, nó cũng không có gây tiếng chóp chép quá lớn đâu các bạn. Nhưng mà chả hiểu sao cái mic nó thu cái âm, nó phát ra tiếng chóp chép vậy nè. Các bạn thử nghĩ rằng bình thường các bạn ăn cơm ở nhà á, các bạn có mở miệng không? À, mở miệng này nó sẽ kêu chép mà. Nhưng nó rất là bé. Mình cũng có thể nhiều bạn không mở miệng á, nhưng mà mình ăn thì mình mở miệng các bạn, cho nên nó tạo những tiếng chép chép á. Và thực sự là mình cũng rất là muốn sửa nhưng mà sửa không được các bạn ơi. Nó kiểu như một cái bản tính rồi anh em. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mình phải cố gắng sửa từng ngày ấy các bạn. Không thể sửa trong một ngày được, cho nên là nếu bạn nào ủng hộ thì có thể theo dõi. Còn ai mà cảm thấy khó chịu quá với tiếng chép chép thì chỉ có nước là bỏ mình thôi. Mình cũng rất là xin lỗi mọi người. Nhưng mà mình cũng không thể sửa ngay được các bạn. Với cả cái mục đích ban đầu của mình tạo ra cái kênh này á, không phải là cố gắng trở thành một idol hay là một người cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ đơn giản là một cái kênh lên nói chuyện giao lưu với mọi người thôi.
và tâm sự thôi, chứ mình không muốn giống người này giống người kia. Hầu như những thứ mình mua đều phục vụ cho người xem của mình ấy, các bạn ấy muốn thì mình làm không? Nó rất là khác so với những gì mà mình làm ban đầu ấy. Thành ra mình càng làm mình càng cảm thấy nó không được dễ chịu, và khi mình làm không dễ chịu mình không thích. Cho nên là sắp tới thì chắc là mình sẽ làm theo ý kiến của mình nhiều hơn. Bởi mình thấy á, mình làm cái gì mình phải vui mình mới làm được. Nhiều người họ góp ý ấy, xong rồi họ vào họ xem cái clip đấy họ góp ý thôi, xong họ cũng đâu quay đâu. Đó là câu chuyện bình thường mà, bởi vì là các bạn là người xem á, cho nên các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Còn mình là người làm á thì các bạn xem mình nhiều thì tốt, các bạn không xem mình thì mình phải chịu thôi. Ví dụ như có nhiều người vào góp ý là phải mua cái màn đấy, đến khi mình mua cái màn họ cũng chả xem nữa. Thì lại có những người khác kêu là cái màn nó xấu quá, bỏ cái màn đi. Đấy. Rồi mình bỏ cái màn đi, lại mấy người xem khác lại vào kêu là thêm cái màn vào. Cho nên là trên mạng thì mỗi người một ý á, có 9 người phải tới 10 ý khác nhau, bởi vì nhiều người họ còn có 2 ý kiến cơ. Thậm chí có người kêu mình để cái màn, xong khi mình để cái màn thì chính người đấy lại kêu mình bỏ cái màn đi. Thế mới ảo á. Nhiều người họ muốn làm khó nhau á, buồn dã man. Nên là thôi mọi người, để mình làm theo ý của mình đi ha. Còn nếu mà ai mà ủng hộ mình thì mình cảm ơn. Ai mà cảm thấy khó chịu quá đấy mà không xem nổi mình á, thì mình xin phép là mọi người cũng không nên xem mình nữa. Thực sự là nếu các bạn không xem mình thì mình cũng buồn hơn rất là nhiều, nhưng mà thôi, mình không đáp ứng được đủ yêu cầu giải trí của mọi người thì thôi thôi. Chứ giờ mình cứ cố gắng ép mọi người xem, mọi người cũng đâu có vui đâu, đúng không các bạn? Mời mọi người nha. Quá hợp, nó là to quá. Với cả mình thấy á, cái phong cách ban đầu của mình á cũng phù hợp với khá là nhiều người. Rất là nhiều bạn thích cái phong cách làm từ lúc đầu của mình, nhưng mà sau một khoảng thời gian ấy, mình làm mình cứ thay đổi theo những cái lời góp ý của người khác, thì tự nhiên những cái bạn đấy, các bạn ấy kêu là bây giờ anh thay đổi nhiều quá, anh không còn là như anh của ngày xưa nữa, em không xem anh nữa, nhút nhát. Cho tự nhiên là mình không biết là có được thêm người mới xem không mà thấy mất đi mấy người cũ rồi đó, buồn. Nhưng mà thôi, hôm nay dành ra cả một cái clip để tâm sự với mọi người và cầu xin mọi người là cho mình làm theo phong cách của mình đi, đừng bắt mình làm theo idol này idol kia, xong rồi đến khi mình làm lại bị chửi nên bắt trước nữa các bạn ạ. Nhiều cái nhiều chuyện để nói. Ở trên mạng xã hội người ta có nhiều người, người ta tìm cách để dìm người khác xuống mà. Chua. Cái kim chi đấy chua các bạn ạ. Nó chua chua. Nhưng mà kim chi nó phải càng chua nó càng ngon đấy. Ngon. Nãy giờ quên không nhận xét đồ ăn các bạn ạ. Cái vú heo đấy ăn nó khá là giòn đấy, ăn nó sần sật đấy các bạn. Tẩm ướp lâu cho nên gia vị nó thấm khá là đều. Có nửa ký thôi mà mình thấy nhiều quá, ăn hoài không thấy hết nè. Bụng cảm thấy khá là no. Đó là mình ăn hơi nhiều, cái mặt nó càng ngày càng béo rồi. Mấy hôm nay lười chạy bộ luôn. Hình như mà khi mà mình càng béo ấy thì mình càng lười vận động ấy sao các bạn. Mình nhớ hồi trước mình vận động liên tục ấy, hôm nào mình cũng chạy bộ, cũng đi tập tạ. Trong từ một thời gian mình làm clip food ấy, là mình chỉ tập trung mình ăn thôi. Sáng ngủ dậy, xong lên kia quay clip, xong rồi chiều về. Mấy hôm đầu thì còn chạy bộ. Giờ mình bỏ chạy bộ luôn các bạn. Giờ mình chỉ có ăn và ăn thôi các bạn ơi.
Mời các bạn miếng nước nha. Ok, và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Bạn nào mà muốn đề xuất cái món gì thì cứ comment xuống bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.